Tập 978 P, một nhà xin có TV chạy bằng cơm. Xin đang xem chương trình dự báo thời tiết trên TV, thấy chị dẫn chương trình vất vả kéo bánh xe, xin nhiệt tình cổ vũ chị cố lên. Mẹ than thở, làm MC cũng khổ quá ha, đang tới đoạn gay cấn thì TV bị nhiễu sóng rồi tắt ngụm luôn. Gì dậy trời, đang tới đoạn cao trào mà, mẹ tiến lại thử mở lại TV nhưng cũng vô tác dụng. Tình hình này chắc TV bị hư rồi quá. Xin không biết đâu, chị gái ơi, chị có về được đích chưa dợ? Ngày hôm sau, thợ sửa TV đến nhà, bác thợ mò một lúc thì phát hiện ra TV bị hư panel. Bác phải mang TV về tiệm để thay phụ kiện. Mẹ tò mò không biết thời gian thay phụ kiện có lâu không? Chắc là tầm một tuần ấy, xin nghe như sét đánh ngang tai. Xin không thể chấp nhận nổi mình không được xem TV trong vòng một tuần đâu. Như thế thì xin nằm bẹp một tuần mất, ai cứu chú báo con pha này với. Mẹ nhìn xin rồi khịa, có cần phải làm quá vậy không ông con? Chỉ sợ ông lại phá banh cái nhà này lên. Sau khi thợ sửa mang TV về tiệm, xin hì hục tô tô vẽ vẽ, đang làm gì vậy con trai, ten ten. Một chiếc TV chạy bằng cơm xin tự làm đây ạ, mẹ khen cậu cũng sáng tạo chứ bộ. Xin nói mẹ mau mở TV lên đi ạ, mẹ cũng phối hợp mở TV lên như thật, không biết nên xem chương trình gì đây ta. Xin chào các bạn đến với chương trình nấu ăn sơ sài của bà nội trợ Misae ạ, mẹ nghe thấy thế mặt thộn lại. Xin lại chĩa TV về phía mẹ, còn nhắc mẹ mình đang phát sóng chương trình trực tiếp đấy. Mẹ từ mặt thọng chuyển sang chế độ tươi cười ngay. À vâng, hôm nay là món cua trộn kem mà người lớn và trẻ em đều thích đây ạ. MC xin tiến đến. Ôi trời, món ăn sơ sài được đông lạnh rồi giã đông bằng lò vi sóng đây mà. Quả nhiên vẫn là bà nội trợ Misae lười biếng. Này nhé, đừng có ăn nói tào lao nữa. Nhắc nhẹ là mẹ có xào một dĩa ớt chuông đó nha. Ớt chuông bị cấm phát sóng đó mẹ ơi. Xin còn nói với Hima nhớ phải cắt sóng đoạn vừa rồi. Mẹ nhắc xin, ủa, phát sóng trực tiếp thì cắt kiểu gì được hả? Bố tan làm, vừa bước chân vào nhà thì xin đã đợi sẵn để phát sóng. Xin giới thiệu đây là Hiroshi, 35 tuổi, hiện là phạm nhân có tiền án hôi chân. Đã trở về với căn nhà còn 32 năm trả góp, gì dậy trời. Tính ra tan làm về còn đang mệt luôn á. Trong bữa ăn tối, bố nghe mẹ kể lại sự tình thì mới hiểu lúc nãy xin làm gì. Bố cũng phải công nhận trong nhà không có TV thôi mà khác quá. Bố mẹ đang mải nói chuyện thì xin nói cậu đã ăn xong rồi đứng dậy đi, cảm ơn mẹ nhé. Cơm mẹ nấu lúc nào cũng ngon ạ, đang tính chuồn đi thì xin bị mẹ tóm lại. Đừng có giả lơ rồi giấu ớt chuông đi chứ, mau ăn hết cho mẹ. Bố liền lấy TV chạy bằng cơm ra phát sóng bộ phim tài liệu về cậu bé 5 tuổi và bà nội trợ quái vật bụng 3 ngấn đang cố chấp bắt con trai ăn món ớt chuông mà cậu bé ghét. Phim tài liệu kết thúc, mẹ hài lòng rời đi. Còn xin vẫn đang còn ám ảnh với mùi vị ớt chuông mà cậu ghét nhất. Bố nói xin bố muốn xem TV, có chương trình bóng chảy không ta? Xin bật dậy, bố để đó con làm cho, xin dựng TV lên. Chuẩn bị thêm gậy đánh bóng nữa, ném bóng là con, mà đánh bóng cũng là con luôn. Huấn luyện viên là con mà khán giả cũng là con nốt. Nói xong xin liền đứng dậy tự biên tự diễn. Đầu tiên là ném bóng, sau đó là đánh bóng. Xin đánh một phát quả bóng lao thẳng vào mũi bố. TV 3D hả trời, xuyên thẳng vào mặt khán giả xem truyền hình luôn. Lúc này Hima bò đến, xin liền chuyển kênh qua chỗ Hima, tin khẩn cấp. Có một quái thú bỉm sữa Hima xuất hiện quanh khu vực dân cư. Bố nhăn nhó, ê, bố đang xem kênh đánh bóng chảy sao lại chuyển qua kênh khác rồi. Hima bò qua TV rồi tiến lại gần xin, cậu vẫn tiếp tục diễn như thật. Quái thú Hima đang tiến đến và muốn cướp luôn mic của người dẫn chương trình. Mau cứu, xin bế Hima lại cho bố, xin phép quý vị khán giả. Bây giờ là chương trình phát sóng của bộ phim. Siêu nhân mặt nạ, action camen xuất hiện, bố thấy có vẻ hấp dẫn rồi nha. Xin bắt đầu hát mở đầu cho bộ phim, trà hát cũng hay phết. Tiếp theo là sự xuất hiện của quái thú mông, action camen dùng chiêu action kick. Đá thẳng vào mông của quái thú nhưng nó chẳng sơ sát gì, nếu thế thì phải dùng chiêu action beam thôi. Action camen phóng chiêu liên tục vào quái thú mông hạ đo và nó. Đang ăn mừng thì quái thú mông lại đứng dậy chiến đấu, đang khúc cao trào thì lại có quảng cáo. Diễn y như thật, còn có cả quảng cáo cho hạt gia vị action camen nữa cơ. Bố tấm tắc khen xin TV chạy bằng cơm này quá là có tâm luôn. Trận chiến giữa action camen và quái thú mông bự lại tiếp tục. Action camen dùng chiêu cú đá xoay vòng đá văng luôn chiếc mô inh bự của quái thú ra khỏi màn hình. Đang ăn mừng chiến thắng thì chiếc mông của quái thú và chân thối của bố xuất hiện. Mông quái thú hợp thể với chân thối chiến đấu. Đòn tấn công của mông và chân thối này đúng là không chịu nổi. Xin cố gắng để action camen dùng chiêu action beam chiến đấu nhưng có vẻ không ăn thua là mấy. Đột nhiên chân bố đập trúng vào cạnh bàn làm bố đau điếng hét lên. Xin nhân cơ hội tấn công lia lịa làm bố kêu lên oai oái. Bố năn nỉ xin mau dừng lại nhưng xin vẫn máu chiến đánh túi bụi vào chân bố. Bố dãy dụa chấn mặt ngay cạnh bàn đã đau là càng đau thêm. Mẹ đi ra hốt hoảng hỏi xin đang làm gì. Thì xin tranh thủ chân bố đang bị chuột rút nên phải hạ đo ván nó chứ. Bố kêu lên thảm thiết. Trong lúc xin và Hima đang xem truyền hình về thú cưng thì mẹ băng bó vết thương cho bố. Xin quay lại dặn bố ngày mai lại chơi tiếp nhé. Nghe mà bố rén ngang luôn, mẹ động viên bố. Còn hẳn một tuần chịu khổ cơ, một tuần sau, TV cũng được sửa xong. Cả nhà hào hứng vì đã có TV để xem.
Xin háo hức mở chương trình bạn muốn tỏ tình ra, còn bố lại muốn xem trận bóng chảy tối nay cơ. Chuyển kênh cho bố đi. Thôi nào xin, mẹ muốn xem phim. Xin mở phim cho mẹ nhé. Cả nhà cứ giành qua giành lại loạn cả lên. Cuối cùng xin mở chúng ngay kênh ẩm thực. Wow, đúng gu của cả nhà luôn. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 198 phần 1 thật nhàm chán khi sống sang trọng. Hai người đàn ông với một đôi đầu chọc đang bàn một kế hoạch triệu đô. Họ sẽ mở một chương trình siêu sale vào ngày mai đánh vào tâm lý thích ngon bổ rẻ của các bà nội trợ. Dự kiến sẽ thu hút rất đông các chị em và món quà free là một quả bom siêu to khổng lồ. Đang ngầu thì thằng bạn kế bên cười như thằng dở hơi làm mất hết cả sự nguy hiểm mà, bình ổn lại tâm trạng hai người đang vui vẻ. Với kế hoạch biến thái của mình thì chợt đằng sau vọng lại tiếng nói của một nữ hiệp nào đó vạch trần kế hoạch của hai tên biến thái đòi lại sự bình yên cho ước mơ của các bà nội trợ. Hai tên ngơ ngác không biết là cao nhân phương nào đòi chết thì không để họ thất vọng trong ánh đèn chói chang, bà nội trợ Misae xuất hiện ngầu lòi với cái bụng bầu vượt mặt. Sau màn PR rầm rộ của nhà sản xuất, hai anh chọc quyết định diệt khẩu kẻ phá đám này. Anh chọc rút súng ra nhưng lại bị nữ hiệp tung cước đập nhúi nhụi kế hoạch phá sản khi chưa được lên sàn. Tình tiết này khá nguy hiểm, cấm các mẹ bầu bắt chước dưới mọi hình thức, chỉ nên đi nhẹ nói khẽ cười duyên thôi. Mẹ tỉnh giấc, hóa ra nãy giờ chỉ là mơ thôi, mẹ đang chả hiểu sao lại mơ với mộng kỳ lạ vậy. Thì nghe tiếng thằng con đang đóng giả làm siêu anh hùng, chắc là tại nó chứ chẳng chật được. Mẹ thấy hoang mang, không thể để đứa thứ hai lại giống chiến thần phá phách xin được. Mẹ lật quyển cẩm nang sinh con xinh đẹp ra, với sự hướng dẫn mẹ dùng hết sức bình sinh để tưởng tượng ra một em bé dễ thương. Đang chìm đắm trong sự ngọt ngào, mẹ đưa tay ra bế con gái yêu thì lại là gương mặt ám ảnh của thằng con trời đánh. Bình thường nó đã xấu rồi, nay lại còn lấy tấm kính nhúi mặt vào nhìn thấy mà kinh. Mẹ đang cố gắng bình tĩnh thì thằng con thèm đòn nên nhây, thế là mẹ cho nó tọa nguyện bằng một số cước lên đầu. Xin lặng lẽ rời đi, mẹ lại lật sách ra đọc, lần này là bí kíp vợ chồng thâm tình. Mẹ thấy điều này khá khả thi. Nhưng khi đến tối, người chồng lý tưởng trong tưởng tượng đã về nhà trong bộ dạng say khướt. Bố nói đã uống cùng mấy anh em chí cốt ở một quán rượu, nhưng mẹ lại ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên áo khoác của bố. Trước lời hỏi thăm của mẹ, bố vẫn cố giải thích rằng nó vướng phải trên tàu điện ngầm đông đúc. Mẹ nhìn bố bằng ánh mắt nghi ngờ, bố không thể chịu được ánh mắt trìu mến đó nên đã buột miệng phun hết bí mật ra là đi uống rượu với gái, còn cầm cả tín vật về. Nói xong bố còn tỉnh bơ như không, bước vào đi tắm. Nhưng tội này ai tha được, mẹ chụp cổ lại ngay, mẹ thử ngay tư thế hành hình mới. Bố có vẻ muốn khoan hồng vì sự thành thật của mình, còn đứa con quý tử chẳng thèm khuyên can còn chụp hình lia lịa. Kết thúc sự trừng phạt, mẹ phổ biến kế hoạch để có một em bé xinh đẹp dễ thương trung thực ra đời thì hai ông tướng phải phối hợp cùng mẹ tạo ra một môi trường lành mạnh tốt đẹp. Hai bố con gật đầu đồng ý, nhưng khi mẹ muốn hai bố con thành người thanh lịch thì có sự phản kháng hơi nhẹ bố. Với xin cứ nói chuyện ngoài lề, thế là ngọn lửa địa ngục toát ra từ người mẹ làm hai bố con vào vai thanh lịch ngay. Mẹ cười tỏ ra hài lòng. Mẹ muốn cả nhà sẽ cùng ăn cơm tối nhưng bố đã ăn tối rồi, còn xin lại chẳng buồn ăn. Mẹ lại dùng nội lực của nóc nhà làm hai bố con muốn ăn ngay. Trong lúc ăn, mẹ hỏi thăm về tình hình anh bạn của bố. Bố vui vẻ trả lời quên bén mất cái thanh với trả lịch. Mẹ hắng giọng làm bố nói chuyện nhu mì ngay. Bố đè nén chất giọng xồm xoàn lại kể về câu chuyện thằng bạn bị gái lừa rồi bỏ rơi. Bố thở dài não nề. Xin ngồi bên cạnh hỏi mẹ về cái áo mới chưa mặc một lần, mẹ liền lên gân giải thích vì mình tăng cân nên chưa mặc được. Bố thấy tông giọng mẹ hơi cao, hắng giọng nhẹ một cái. Mẹ vội vàng xin lỗi rồi cả nhà ăn cơm. Trong thanh tịnh chợt có tiếng xì hơi rõ to của Xin đập tan không gian yên tĩnh. Bố thấy cậu thật thô thiển rồi, hai bố con kẻ sướng người họa, làm mẹ ngồi nghe không nhịn nổi cười phun cho bố một mặt toàn cơm. Mẹ đầu hàng quyết định bỏ cuộc, chứ như này mẹ chịu không có nổi. Cả nhà rộn tiếng cười vang, có lẽ một gia đình hạnh phúc cũng giúp tạo một đứa trẻ xinh đẹp và đáng yêu, đúng không mọi người? Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 207 phần 3 phiếu tích điểm. Ba mẹ con đang đi chợ, mẹ thấy một cửa hiệu mới mở, mẹ vào và chọn mua một số bánh ngọt. Anh chủ tiệm tặng mẹ một phiếu tích điểm đã được đánh hai con tem, chỉ cần mẹ mua hàng và điền kín số tem thì sẽ nhận được món quà là bộ tách trà siêu xinh. Mẹ rất thích nó, Xin lại bắt đầu ăn nói xà lơ, nói nó giống ngực của mẹ. Ngay lập tức có một mũi khoan chạy bằng cơm dùi thẳng vào đầu của Xin. Mẹ lại tiếp tục hành trình, mẹ đã tia thấy cửa tiệm bánh mì, mẹ đã điền đủ một phiếu rồi, nếu không dùng nó sẽ hết hạn. Rồi mẹ quyết định vào mua để đổi quà, mẹ đưa phiếu tích điểm ông chủ giảm giá cho mẹ 500 yên, mẹ đang vui vẻ vì có lẽ sẽ nhận được cả quà nữa. Nhưng hy vọng càng nhiều sẽ càng thất vọng đau đớn hơn, mẹ nhận được thêm một món quà không được mong đợi là phiếu tích điểm khác. Mẹ đang buồn rầu vì nghĩ sẽ có quà thì thằng con lại bóc phốt mẹ giữa chợ, nói bà già đang mua bánh ở tiệm khác để hòng lấy quà. Mẹ vội vàng bịt mồm, Xin lại đang đối phó với thằng con thì gặp bà hàng xóm. Bà nói cũng mua bánh ở tiệm này thường xuyên, mẹ liền lấy ra phiếu tích điểm vừa nhận được cho bà. Xin lại bắt đầu nói về chuyện mẹ mua thêm bánh ở tiệm khác. Mẹ lấy túi sách chặn mồm thằng con lại, để kiểm soát cái mỏ hỗn của Xin, mẹ lấy túi sách chặn luôn không cho cu cậu phun ra điều gì.
Về đến nhà, bà hàng xóm đưa bộ sưu tập phiếu tích điểm ra cho mẹ xem, hai mẹ con ngạc nhiên trước độ chịu chơi của bà. Bà có rất nhiều phiếu tích điểm ở mọi cửa hàng, mẹ có vẻ rất ngưỡng mộ, đúng là niềm vui nhỏ bé của các bà nội trợ. Sau khi tan làm, bố trở về nhà với món bánh ngọt dành cho cả nhà. Mẹ nhìn thấy xong nổi đóa lên vì bố mua mà không nhận phiếu tích điểm, nếu có phiếu mà mua nhiều như vậy sẽ được ba con tem rồi. Xin được bữa ăn ngon lành, còn bố tự dưng đang muốn lấy lòng vợ lại bị ghét đến chán mà. Mẹ gọi xin ra ăn sáng, cu cậu rất hợp tác còn tặng cho mẹ một phiếu tích điểm trông thật đáng yêu. Mẹ nghĩ cứ tiếp tục sẽ sưu tập được một bộ phiếu đa dạng. Một buổi sáng đang trôi qua rất bình yên, Shin đang trông Hima, bố chạy vào nói chú Kawaguchi đến trả xe. Shin tò mò về buổi hẹn hò của chú. Bố nhắc nhở Shin không nên hỏi chuyện riêng của chú. Anh Kawaguchi trao trả chiếc chìa khóa cho bố, thì cái não Shin ngang ngửa não cá vàng, bố vừa dặn không được hỏi chú đã quay qua hỏi thăm buổi hẹn hò của chú luôn. Bố cản không nổi, chú đành ngượng ngùng nói đó chỉ là buổi tụ tập của mấy đứa bạn đi câu cá thôi. Bỗng có tiếng la thất thanh của mẹ, chú đã đổ đầy bình xăng trước khi trả, xin nói đó là điều không tốt. Chú Kawaguchi không hiểu mình sai chỗ nào. Hóa ra chú đã đổ xăng mà không chịu nói mẹ đưa phiếu, nếu đổ đầy bình sẽ nhận được ba con tem luôn, trời đất làm người ta hết hồn. Chú vội xin lỗi, hai bố con cũng cạn lời trước sự u mê của mẹ. Hai mẹ con đang háo hức vì mẹ đã điền đầy phiếu giảm giá đồ ăn nhẹ, xin không thích lắm nhưng vì nó sắp hết hạn nên mẹ phải dùng ngay. Thôi toang rồi, mẹ la hét thất thanh, xin cũng la theo. Mẹ quay lại hỏi thằng con sao vậy, cu cậu lại đáp mình học theo thôi, la theo mà còn la to hơn người ta. Ví của mẹ không thấy đâu, xin sốt sắn hay nó bị mất rồi. Ba mẹ con đạp gió rẽ sóng chạy đến hục cảnh sát, may quá chú cảnh sát đưa ra là cái ví của mẹ. Mẹ thở phào nhẹ nhõm, chú cảnh sát bảo mẹ kiểm tra lại đồ, mẹ đưa ra một đống phiếu tích điểm, kiểm tra không thiếu cái nào làm mẹ rất vui. Chú cảnh sát tỏ ra chả hiểu nổi rồi bảo mẹ hãy kiểm tra lại tiền, giờ mẹ mới nhớ còn có tiền, thằng con chán chả muốn nói không biết khi nào mẹ mới trở về là mẹ của mình.